À, chào các anh em ở trên kênh miền Tây Solar ha. Thì 3-4 ngày nay mình lobo ví dụ bán đèn bán pin năng lượng quá mấy anh em, cho nên là đèn thì mình không có bán. Bữa nay mình trở lại với việc bán đèn ha. Thì trước khi bán đèn thì mình liên hệ mình thông báo với các anh đó là pin mình vẫn còn nha, AC test vẫn còn nè mọi người. AC test vẫn còn trước mặt mọi người nè, khoảng chục tấm với hơn ha, hơn chục tấm. Cái tấm đầu này là nó bị bụi bẩn nha mọi người, tại hởm mình lắp ở trên nó để ở trên đó bị bụi, mình lau cái nó sạch liền à. Đó, nó hơi bụi bụi xíu ha. Còn mấy tấm trong thì nó sạch mới đẹp lắm mọi người. Đó, pin mới mà, chất hởm này ở đây. Đó, thì giờ nó chỉ còn hởm thì ba ba mấy tấm, bữa nay nó chỉ còn chục tấm, hơn chục tấm thôi. Đó thì anh em nào cần thì liên hệ mình ha, Acetest thương hiệu của Đức. 9.3 chia đôi tấm pin nha mọi người, 144 cell ha. Pin 450W, pin công suất lớn nha. Đó, tấm pin thì khỏi chê rồi, chắc không còn gì phải bàn đâu. Kẹp biên này là 3 phân rưỡi ha. Còn vê xanh thì kẹp biên 4 phân. Và biên vê xanh cũng vẫn còn mọi người, còn đóng rưỡi ha. 4 đóng mình bán còn đóng rưỡi nè. Đây mọi người thấy không? Vê xanh hai mặt kính thì mình cũng đã quay nhiều rồi, rất là đẹp nha, chuẩn chỉ đàng hoàng. Tuyệt vời nha. Đây là mặt sau của nó nè. Mình ra mặt trước ha, mặt trước của nó đây. Đây mặt trước của... ở đây không có thấy được mặt trước mọi người. Mặt trước úp vô hết rồi. Kéo ra khó quá hả? Mình kéo ra cho mọi người coi mặt trước ha. Hơi khó khăn xíu. Thôi mọi người thích pin vê xanh thì coi lại những video cũ của mình ha. Đó, những video trước đó, mình cũng đã quay pin vê xanh này rất là kỹ rồi, hàng là chất lượng nha. Và mình cũng nói luôn là tấm pin vê xanh này có nhiều chú hỏi là không thấy cái mạc nó đằng sau lưng, thì nó không có mạc đằng sau lưng nha mấy chú. Tại sao vậy? Tại pin này là pin hai mặt kính thì cái quang năng nó hấp thụ được cái phần dưới nữa, cho nên là nó không có dán cái mạc lên. Dán mạc lên thì thành ra nó bị che xe pin rồi ha. Với lại mấy anh thấy nè, cái dây này nó cũng có cẩn thận, nó buộc ở đây bằng một cái gút nè, buộc đây bằng cái gút chứ không có dán keo. Thấy mấy hãng khác nó dán cái miếng keo lên đây thì nó để lại cái vết hằn ở trên cái tấm pin đó mọi người. Vết hằn ở trên đó thì nó cũng ảnh hưởng đó, cho nên này nó cột thôi, nó không ảnh hưởng gì tới mặt sau hết ha. Cái này mặt sau đẹp như thế này mà anh em nào mà làm cái nhà tiền chế mà không thèm lợp tôn, nó lợp tấm pin này lên ở dưới đất, đứng nhìn lên cái bề mặt lưng của tấm pin này nè, nhìn rất là đẹp luôn ha. Mình nói là thực sự nó đẹp hơn cái tấm tôn rất là nhiều đó, nhìn rất là hoành tráng và đẳng cấp luôn. Đấy, mình còn đóng rửa thôi, anh em nào nhanh tay liên hệ mình nha, mình ghép xe mình đi cho mọi người. Thì mấy ngày nay cũng ghép được 2-3 chuyến xe đó, thì nếu mà ghép được xe thì tiền giao ra rất rẻ nha, mỗi anh chỉ vài trăm ngàn thôi. Tấm pin này á mà giao cả chục tấm mà tiền xe chỉ có 700-800 ngàn, 600 ngàn mọi người. Mọi người thấy rẻ ghê không đó. Còn bưu điện bây giờ một tấm là đã nhận 200 ngàn rồi nha, mà bưu điện thì nó giao không an toàn á, nó nguy hiểm lắm nha. Còn anh em mình chất chất xe thì khá là an toàn nha. Đó, chất xe mình tự chất, mình nói chung là mình kinh nghiệm chất mấy năm nay, tài xế cũng có kinh nghiệm chạy rất là an toàn. Còn gửi bưu điện thì mình thấy nó không chắc ăn mà nó lại mắc nữa. Đấy, anh em nào liên hệ thì cứ liên hệ đi, mua thì cứ liên hệ mình. Rồi mình gom 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 lại mình ghép một chuyến xe đi giao cho mấy anh em, rẻ lắm, trăm mấy, chừng 100 ngàn tấm, giao 100 ngàn tấm quá rẻ luôn. À, tới chỗ mấy anh em kiểm tra hàng ngon lành mấy anh em mới lấy. Tiền xe thì mấy anh em gửi nha, chứ mình không có gửi nha mấy anh em, mình bán pin thôi. Mình không bao tiền xe được, bao xe mình lỗ mấy anh em. Đó thì anh em nào mua pin thì cứ liên hệ, mình còn có con khủng nữa thôi, khủng nhiêu đó thôi đó. Hỏng rất là nhiều luôn, nhưng mà giờ có con khủng đó anh em nhanh tay nha. Để sở hữu cho mình cái dàn pin ngon chất lượng, cứ an tâm mua, cứ an tâm, giấy tờ đầy đủ, hợp đồng ok hết. Đó, đừng có lo lắng gì ha. Nhiều anh em đấy tao ngủ hôm qua họ không họ nằm không có ngủ được. Trằn trọc không biết pin như thế nào, tới đây là pin có bị trầy móp hay không. Nếu móp thì trả lại cho thằng Thắng, thì thằng Thắng nó cũng buồn, mà ví dụ như trầy thì không lấy thì cũng ngại này kia. Tao nằm tao đợi nhận được tấm pin tao mới 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 an tâm coi kỹ tấm pin rồi kia có móp méo này không đó, sợ giữa thằng bán và thằng mua nó mít lòng mọi người đó, tội nghiệp mấy anh. Nhưng mà mấy anh an tâm đi, tấm pin giao tới mấy anh em là còn đẹp mới tinh hàng hoàng. Anh em mình vận chuyển và quá trình di chuyển đó, nó rất là an toàn nha, đừng có lo lắng vấn đề đó. Mình bán ở đó giờ pin là tới nơi tay khách hàng, mà hoặc là hồi đó mình lắp đó mọi người, mình đi lắp cho anh ta đó, pin đem tới nóc nhà mà vẫn còn mới tinh luôn nha. Đó, không có vết trầy xước, không có quen ố, không có cái gì hết nha, pin đẹp ok trên nóc nhà nha, chứ bậy bạ bán không được đâu. Này giá mắc lắm mọi người, mình làm rất là cẩn thận luôn nha. Thôi mình quay lại với việc bán đèn của mình nè. Bữa nay mình có gửi 4 cái đèn, thì ở đằng đó là 2 cái JD,
hai cái CD 200W mọi người, 1.250.000 một cái nha. Thì hai cái đó do bà xã mình nó không biết, bữa nay mình quay phim cho nên là nó đã đóng thùng và nó đã dán cái miếng xốp vô rồi, cho nên mình không mở ra mình test ha. Thì hồi tối mình test rồi đó, bà xã bà đóng thùng trước cho nên mình không không có test được, thôi không có quay test hai cái đó ha. Bây giờ mình thì thường thường có ngày mình quay có ngày không quay, cho nên bà xã không biết mọi người, nó đóng trước đó. Rồi bây giờ còn hai cái ngoài nè, mình gửi cho một chú ở Đồng Nai nè đó. Thì chú của mình lấy mình một cái JD 40W và một cái MK 75W đó. Thì chú lấy xài thử thôi, chứ chú là đại lý, chú muốn lấy rất là nhiều để về bán cho người ta đó. Nhưng mà chú không biết là đèn nó ok cỡ nào, cho nên chú lấy hai cái này chú thử. Nếu được thì chú sẽ lấy số lượng lớn nha mọi người đó. Thì nói chung là tại này mình phập phòng, mình không dám lấy số lượng lớn thôi, chứ theo mình đèn CD và đèn MK lấy số lượng lớn là ưu đãi lắm nha. Thì mình cũng nói luôn là mấy anh em á, là ví dụ như bây giờ mình bán cho mấy anh em cái đèn này 6.500 đi, thì mình mấy anh em lấy số lượng lớn á, số lượng mà 2, 3, 4 thùng, nói chung là lấy nhiều để bán cho đại là để làm đại lý để bán á, thì mình sẽ giảm 50.000 trên một cái đèn nha mấy anh em. Đó thì cái đèn này mình lời đâu đó nó cũng khoảng 7, 80 đó, thì mình giảm cho mấy anh em 50.000, mình lời chừng còn chừng 20 thôi đó. Thì nó tầm tầm vậy ha, mình công khai luôn ha, chứ không có gì để giấu giếm hết trơn đó. Thì mấy anh em nghe nói bán một cái một, dạ không biết ngoài sao báo chính, nhiều anh em nói là bán cái đèn mà bán có một món đồ mà lời tới tới 7, 80 như vậy. Không phải là mọi người đừng nghĩ vậy nha, đây là món hàng lớn chứ không phải là món hàng mà nhỏ nhỏ. Thường thường ở dân bán buôn á, là nó mà lời 10% trên giá trị của mặt hàng. Thì cái này 700.000 thì mình lời 70, đúng rồi mọi người đúng không? Đấy, với lại á, là mỗi lần nhập hàng á, là mình nhập về hơn 100 triệu luôn mọi người đó, 40, 50 triệu luôn, nhập các loại đèn các hãng luôn ha. Còn pin kia mình nhập lần là 300, 400 triệu luôn á đó. Cho nên là cái giá trị đầu tư nó lớn mọi người, cho nên là cái lời nó cũng phải tương ứng ha. Đèn này 700 thì phải là được 70, là 10% trên giá trị hàng thì mới sống được mọi người, chứ không ấy chết á. Nếu mà lời mà ít hơn 10% là mình đem tiền mình gửi ngân hàng là ngon hơn bán buôn không mọi người đó. Cho nên ai kinh doanh sẽ hiểu nha, chứ không phải nó bán có cái đèn mà lời tới 70.000 đó, lời trên giá trị của cái đèn. Các bạn đi mua cái gì đó 10.000 thì người ta sẽ lời bạn nhiêu, 500 đồng phải không đó, hoặc là 1.000 đó. Còn bạn mua cái gì 1 triệu người ta lời bạn gần 100.000 đó, tại vì người ta còn phải vốn liếng rồi công sức rồi, nói chung là nó vậy đó mọi người ha. Đó thì anh em nào buôn bán sẽ hiểu. Thì mình cũng nói rõ luôn, anh em nào mà lấy đèn này đó mà dưới dạng mà đại lý á, thì mình sẽ gửi cho anh em dưới dạng thùng ở công ty, nó gửi về nguyên thùng luôn ha, mình không khui luôn, mình gửi cho anh em đó, chứ mình khui nó cũng làm mất cái giá trị của thùng đó. Thì cứ giảm mỗi một mặt hàng là 50.000 một cái ha, thì cứ giảm xuống. Anh em nào lấy đại lý thì mình giảm 50.000 cái, mình lời ít miếng, anh em lời phần còn lại. Rồi về thì mấy anh em muốn bán sao cũng được ha, bán giá gì đó tùy anh em muốn mặc định sao đó ha. Bán sao mà mình sống được á, mình bán mà không bị phá sản mọi người. Thì ở đây mình cũng đã bung hộp và mình kết nối rồi, kết nối tấm pin rồi, tuy là nó ở trong mát nhưng mà nó vẫn đang sạc ha. Trời bây giờ thì mới 8 đến giờ sáng mọi người, và cũng không có nắng luôn, bữa nay là bão luôn á, áp thấp nhiệt đới luôn ha. Bữa nay ngày 2 tháng 10 2021 nha mọi người đó, mùa thanh long là chín rồi nè. Anh em ở xa xem trái thanh long quê quê Long Trì rất là tuyệt vời luôn ha. Giá lúc này cũng có lên lên xíu, mới mới hờm cho nên nó chưa có đẹp lắm ha, mới hờm hờm cho nên chưa có phê lắm. Đây nè, thấy không, đây là long ruột đỏ nha mọi người đó, da đỏ ruột đỏ luôn ha. Đó, lúc này nó cũng lên 15 16 ngàn này, rất là nhiều luôn nè. Cái này là của ba mình làm chứ mình cũng không có làm nữa, mình chỉ bán pin đi dạy và bán đèn thôi mọi người, chứ làm cái khác nữa chết luôn á. Bán pin mấy ngày nay rất là bận rộn rối loạn luôn ha, mình rối loạn mà có thể sanh ra quạo quọ luôn mọi người, bận rộn quá đó. Rồi bây giờ thì thôi mình bung ra hết rồi, mình cũng kết nối rồi, mình cũng bỏ xé bọc mũ luôn rồi nha. Nè mình xé luôn nè ha, xé luôn rồi lấy pin bỏ vô rồi mất hết rồi. Bây giờ chỉ cần test coi coi nó cháy ok không, và cái độ chất của đèn nó như thế nào.
Thì giờ hai cái hãng đèn này, ví dụ như này 6,5, cái này 700 đi, nhưng mà nó nằm kế bên nhau thì anh em cũng thấy so sánh được là cái MK nó có ưu điểm hơn nha. Cứ tầm giá tiền thì MK sẽ có ưu điểm hơn. Ưu điểm về cái gì các bạn? Cái tấm pin to hơn nè, còn tấm pin này nhỏ hơn một chút nè, thấy chưa? Thì từng cái hãng đèn nó khác khác nhau nha, chứ nó không thể nào giống được nha. Đó, thì cái JD nó có thể là cái cục pin lưu trữ bên trong nó ngon hơn cục pin lưu trữ bên trong của MK, có thể vậy đó. Mình không có bung ra cho nên mình không so sánh được, thậm chí các bạn bung ra bạn cũng không so sánh được nữa, tại vì pin là pin xịn, pin dởm, mắt mắt của chúng ta nhìn không được đâu, chỉ có nhà sản xuất mới biết thôi các bạn, chứ còn giờ đóng vỏ ngoài là giống nhau hết đó. À, bây giờ mình soi về số chip led nè, pin bên trong thì không biết rồi, hai tấm pin thì rõ rồi, JD nhỏ hơn MK một chút đó, MK tấm quá bự luôn các bạn. À, có 75W mà cái tấm pin thấy thấy chảng chảng không? À, rất là phê luôn ha, tấm pin rất phê. Không biết có lấy lộn cái tấm của cái đèn nào không, nó mà phê dữ gì không biết. Tấm pin rất là phê luôn. À, thì bây giờ mình so sánh chip LED nè. Cái thằng JD á thì LED nó nhiêu đây nè. À, nó không có nhiều lắm nha. Mình quên nó số lượng bao nhiêu rồi, mình không có đem cái tài liệu theo. Đó, thì nó nhiêu đây bạn có thể đếm nha, quay video và đếm. Rồi, còn MK thì một đống luôn ha, một bàn tay chip LED luôn mọi người. Cái giá của MK thì nó cũng có xu hướng bự hơn, giá JD thì nhỏ hơn, nhưng mà mặt trước của JD thì nhìn rất là hầm hố ha, hầm hố luôn, mà nhìn là biết rồi thấy không, rất là hầm hố. Còn hàng ngày thì nhìn nó trang nhã hơn ha. Đó, mặt trước của đèn nào thì nó cũng sáng trưng thôi, nó kiến rất là sáng, này thì nhìn nó trang nhã hơn, còn cái đó thì nó hầm hố, đó, nó bự hơn, nó hoành tráng ha. JD treo rất là ngầu mọi người. Đó thì xong hết rồi, bây giờ chỉ bấm lên và kết nối thôi ha, kết nối thôi. À, tiện nói về hai tấm pin mình nói số watt luôn chứ bự nhỏ gì. Cái tấm của thằng MK là 22W nè, 22W nha mọi người. Còn cái tấm của JD là 16W nè nha. Cái tấm của JD 40W là 16W. Đó, này pin chắc poly quá. Rồi tấm của MK 75W đó là 22W. Các bạn có thể so sánh hai lô đèn này với nhau. Đó thì nó tầm tiền, thằng này hơn, này chỉ có 50 ngàn thôi, hơn tiền lời thôi mọi người. Đó thì bây giờ mình test cho mọi người xem. Đầu tiên là cái MK nè, độ sáng của nó thì gần như là tương đương với nhau nha. Đó, nhìn thấy cấu hình nó vậy thôi chứ độ sáng tương đương với nhau. Và mình cũng nói lại về vấn đề mà đèn nó cháy không đủ nguyên đêm mọi người. Nhiều anh nói cháy 4 5 sáng rồi nó tắt, là nó không có tới 7 giờ. Thì mình nói lại ha. Đó như bây giờ mấy anh em thấy nè. Không có độ, không có ánh sáng luôn. Ở ngoài trời không có ánh sáng luôn. Đó, mới sáng mà nó như vậy thì từ giờ tới chiều làm gì có ánh sáng mọi người. Có bao giờ mà sáng mà nó không nắng mà chiều có nắng đâu. Đó, thường thường là sáng nắng chiều mưa. Đó, còn bây giờ là sáng không nắng là chiều không nắng luôn, vậy là nguyên ngày nay là sạc không có được nhiêu điện cho cái đèn mọi người. Thì nếu mà 2 ngày liên tiếp như vậy thì cái đèn mình nó buộc phải tắt sớm thôi, chứ 2 ngày liên tiếp như vậy sao mà nó sạc đủ, đúng không? Đó, cho nên cái đèn mình nó phải tắt sớm lúc 3 giờ sáng 4 giờ sáng, cái đó là chuyện mình trời cứu rồi mọi người ha. Cái này năng lượng mà, năng lượng trên trời rớt xuống mà ông trời ông không rớt năng lượng xuống thì mình cũng thua đó. Chứ mấy anh em đừng có lăn tăn cái khoản đó ha. Ủa sao tắt sớm mà mấy anh em quên là 2 ngày trước mưa tấp nập luôn, mưa dồn dập đó thì thua ha. Chứ còn bảo đảm với mấy anh em sạc đi, sạc chừng nào mà cái đèn xanh này nó đứng nè, đèn xanh này nó đứng nè, nó đừng có chớp nữa là đầy pin đó. Đó, cái đèn cuối này nó đứng nè, đứng nè, đừng có chớp nữa là đầy pin đó. Thì khi nào nó đầy pin, khi mà nắng từ sáng tới chiều là chắc chắn đầy pin, thì mấy anh em cứ cho nó cháy nguyên đêm nó đi, thả ga thả cửa, thậm chí hả vẫn còn dư pin luôn đó. Mình cam đoan với mấy anh em luôn, những cái đèn này là những hai loại đèn rất là chất lượng nha. Đó, bộ pin nó rất là dư so với cái một đêm sáng, cho nên là an tâm ha, chừng nào mà mưa lắm rồi mới đuối thôi chứ còn. Rồi bây giờ mình test ha, chú cũng xem video để chú thấy là hàng con gửi chú là ok hết rồi, chỉ còn đợi thôi. Lúc này bưu điện thì cái mùa dịch này nó cũng hơi chậm trễ mọi người, cho nên mọi người thông cảm ha. Có nhiều anh nhắn thì cũng nói chung là nôn lắm, nôn lấy hàng lắm, ai mua đồ cũng nôn á, nôn nhận được hàng về test như thế nào. À, coi nó ngon như thằng quảng cáo nó nói không này kia, ô nói chung là ai cũng nôn. Nhưng mà cái bưu điện lúc này nó rối loạn đó các bạn, ra cái bưu điện giống như là một cái kho khổng lồ đó. Nhu cầu vận chuyển hàng trong mùa dịch cực kỳ lớn ha, đặc biệt là mấy em học sinh sinh viên đồ gửi hồ sơ tiền bạc đóng tiền trường, rồi gửi tiền thăm nuôi, gửi tiền cho người thân, nói chung là đi không được người ta gửi nhiều, rồi gửi buôn ha bán hàng online như mình, rồi gửi đồ cho người thân, có mấy anh kia gửi máy cày máy xới máy bơm nước rồi máy phát điện nè mọi người. Đó vậy đó, cái bưu điện nó một đống hàng cho nên là nó vận chuyển có thể hơi chậm, mọi người thông cảm nha. Đó thì mình cũng thua chứ mình không làm gì được, tại vì chuyển phát nhanh nó cũng chưa mở cửa làm ha, chỉ có bưu điện mở cửa không à, còn Viettel mình không dám gửi mọi người.
vì theo nó chất một xe hàng như cái núi vậy, gỡ lên quá đuối đó, mình sợ hàng của mình nằm chết luôn á, là va chạm mà dập bể hết đó, cho nên mình không dám gửi. Bưu điện thì nó chất hàng đẹp hơn đó, mình cũng nói rõ thôi chứ mình không phải là nâng bưu điện lên mà hạ Viettel xuống, nhưng mà mình thấy nó vậy đó. Đó thì mình cũng có chút ý kiến vậy thôi. Mấy anh làm bên đó nên cẩn thận đồ hơn xíu, mấy anh mà có coi video nè, cẩn thận đồ cho bọn mình hơn xíu, bán hàng tiền không mọi người, như hai đèn đèn triệu mấy rồi, lỡ có chuyện gì cái là ai cũng chết hết, cái người mua hàng người ta cũng buồn, cái thằng bán hàng thì nó khổ ha, bán hàng nó bán vậy thì nó lỗ dữ lắm, khổ lắm đó, cho mấy anh chất hàng ráng ráng giùm ha. Đó thì cũng bị bể rồi chứ không phải không bị bể nha mọi người, mình đã bị bể rồi đó, bị bể xong đem về mình giấu luôn ha, mình không nói cho ai biết mà mình cũng không quay video luôn. Nói chung là mấy cái chuyện xấu đó mình giấu ha, thì bể đó là không do mình, ở nhà mình test hết rồi, mình đã vậy quay phim nè, ok hết rồi, đem ra ngoài gửi 2 ngày kia anh bưu điện anh chạy vô anh nói đèn anh giờ người ta không nhận đó, rồi mình cũng phải lấy về mình gửi cái khác cho người ta, cái người ta hỏi ôi Thắng sao cái đèn lâu tới quá, mình nói bưu điện nó gửi hơi trễ chứ thực chất là bể đem về mình gửi cái khác cho nó hơi trễ mọi người, nhưng mà mình bí mật không nói cho ai nghe, thấy không? Đấy thì cái đó là do bưu điện, nhưng mà mình không có bắt đền bưu điện được, cuối cùng mình phải chịu luôn mọi người, mình đem cái đèn nó về mình làm kỷ niệm luôn ha. Đấy, chứ mình bắt đền bưu điện thì cũng khó, nói chung là mình gửi không có cam đoan đó, cho nên bắt đền cũng khó, nói chung còn gửi cam đoan nó khác à. Giá cước cao hơn rồi chẳng hạn. Rồi bây giờ mình test thôi chứ nói vòng vòng dài dài mấy anh em coi cũng chán đó, mấy anh em nào đang định mua đèn mà hơi phân vân á thì cứ coi MK đi đó, không làm anh em thất vọng đâu nha. MK 75 nè, 50 nè, 120 nè, 200 nè đó, không làm người ta thất vọng đó. Giờ bắt nè, cháy sáng trưng, ban ngày mà nó sáng vậy là mọi người hiểu rồi ha đó, ban đêm nó sáng như thế nào. Thì mình rảnh rảnh mình sẽ quay thực tế những cái đèn mà mấy ông anh mấy ấy mấy mấy nhà thân quen của mình lấy đèn treo nhà mình á, để treo nhà gia đình á đó. Đó thì sẽ biết cụ thể ha. Còn bây giờ đó mình thấy sáng vậy là sáng dữ lắm ha, đó, ok hết ha, sân chúng ta treo ok, an tâm đừng có lo lắng hết, mua MK75 an tâm. Rồi JD40 đó, với giá tiền ngang ngửa thì chất lượng nó sẽ ngang ngửa mọi người. Bây giờ này thì rẻ hơn đó 50 ngàn đúng không, thì cũng kể như là ngang ngửa đó, thì chất lượng nó sẽ rất là ngang ngửa luôn nè, bắt nè, thấy chưa, thấy sáng chưa đó. Tuy là chip led nó không có một bàn tay bằng kia nhưng mà nó sáng y chang vậy à. Đó, và cái chá của nó là độ sâu hơn, nhìn nó nhìn nó hầm hố, nó chất hơn nha. Đó thì tầm tiền với nhau thì nó sẽ mang cái chất lượng đến như vậy các bạn. Smart Life 300W 300 700 mấy chục ngàn của mình hồi lúc trước mình bán á, thì nó cũng sáng giống như hàng này thôi. Nói chung là cỡ tầm tiền thì sáng sẽ bằng nhau đó, đừng có mình bán mình lấy 4 5 hãng đèn rồi mình rút ra được cái kinh nghiệm đó mọi người. Đó, mọi người đừng lo lắng. Rồi, bấm tắt thôi. Bấm off luôn đi cho nó ngủ luôn đi. Thì để lát nữa đưa vô hộp nó cháy mất công. Hết điện ha. Đó thì hàng đã xong hết rồi, bây giờ đóng gói rồi gửi cho chú thôi. Đó, hai cái kia cũng gửi luôn ha. Hai cái JD 200W đó. Anh em nào mua hàng thì cứ liên hệ mình vẫn còn MK775W, mình vẫn còn JD40W, mình vẫn còn Smartlight 200W, Smartlight 150W đó. Rồi gì nữa ta? Rồi JD 200W, 300W, MK200W đó. Nói chung là còn, mấy anh em mua gì cứ nhắn mình, cái nào còn mình báo còn cái nào hết thì mình sẽ nói công ty nó dẫn xuống nhanh. Lúc này Sài Gòn chỉ thị 15 rồi mọi người, cho nên dần chuyển hàng khá là nhanh. Anh em nào thiếu cái gì thì cứ lấy. Và lần tới mình sẽ đem về những cái loại đèn lạ cho mọi người xem, UFO nè, đèn đường nè, đèn bàn chải nè, nói chung là những cái đèn lạ 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 cho mọi người xem nha. Mình cũng chịu bỏ ra hết vài chục để mình lấy về làm mẫu cho mọi người, chứ công ty không có cho gói đầu mọi người. Cái này là giá trị hàng rất lớn ha, nó không có cho mình nhập hàng về rồi mình bán rồi mới lấy tiền, nó mới lấy tiền mình, không phải vậy ha. Gói đầu không phải vậy, không phải gói đầu vậy, mà là nó bán cho mình nó lấy tiền luôn đó, tại vì giá trị hàng này lớn quá nó không thể nào để chết vốn của nó bán cho mình, rồi giờ mình bán lại các bạn, mình là trung gian bán á, chứ thực chất mình không phải là cho nó được gói đầu của nó đâu các bạn. Nói chung là giờ buôn bán ở đâu cũng vậy, chứ mình không có trách công ty được ha, ở đâu cũng vậy à. Đó, số lượng hàng lần lần nhập về 50 triệu, nó đâu có thể nào mình cho mình gói đầu 2 tháng được, gói đầu 2 tháng tính ra tiền lãi biết nhiêu mọi người đó, cho nên là nó lấy tiền ngay lập tức, về mình xây sở mình làm gì kệ mình đó. Nói chung là kinh doanh buôn bán thì nói chung cũng nhiều cái ha, không có cái gì mà vừa lòng mình hết đâu mọi người đó, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận ha, mình đã chơi thì phải chịu đó, không đã chơi thì phải tuân thủ luật chơi ha. Rồi thôi chào mọi người ha, hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn video này nữa, và có nhiều đồ lạ hơn ha. Đèn bàn chải UFO nó lạ lắm mọi người, mình cũng khoái mà.
Đó, quạt thì không biết có cái quạt không, để thầy coi lại. Rồi xin kết thúc video. Mọi người xem video mình nhớ đăng ký kênh cho cái kênh mình càng ngày càng mạnh ha. Kênh miền Tây ngày mới nó mất mọi người. Mấy anh em miền Tây ngày mới qua đăng ký giùm mình ha. Nó mất rồi, bây giờ đăng ký qua Solar miền Tây Solar giùm mình. Chứ còn kênh kia mất thì là một nỗi buồn đó nha mọi người. Rất là buồn luôn. Kênh kia rất là nhiều người đăng ký và rất là nhiều người theo dõi luôn. Đó thì mất rồi rất là buồn luôn. Thôi chào mọi người, hẹn mọi người ở video sau.